Ở nhà không có ai nói tiếng Anh với bé hết. Bé biết tiếng Anh hoàn toàn là nhờ thầy cô bản ngữ của trường. Trước khi đi học thì mình cũng chỉ dạy con được những cái từ ngữ đơn thôi. Nhưng mà từ khi mà đi học thì bé chính thức sử dụng tiếng Anh trong sinh hoạt hàng ngày. Thời lượng cho một cái tiết học tiếng Anh rất là phù hợp. Và thầy cô cũng hỗ trợ bé rất là nhiều trong cái quá trình mà học cái ngôn ngữ thứ hai của bé. Chính vì vậy mình thấy con mình tiếp thu kiến thức một cách rất là tự nhiên, hoàn toàn có thể sử dụng những kiến thức mà thầy cô truyền tải phục vụ trong cuộc sống hàng ngày luôn. Ba rất đánh giá cao về cái thời gian mà bé được tiếp xúc với giáo viên tiếng Anh. Nếu mà theo thời khóa biểu thì chỉ có 90 phút hay 2 tiếng thì thôi, nhưng mà thật sự thì giáo viên tiếng Anh có mặt ở lớp sớm hơn rất là nhiều, thường là cả buổi. Mỗi ngày bé đều được tiếp xúc với giáo viên tiếng Anh như vậy, cho nên là cái khả năng ngoại ngữ của em á, mà không có học ở đâu hết nhưng mà rất là ok, phát âm của em rất là tốt. Mình cảm nhận được là thầy cô bản ngữ ở trường có chuyên môn rất là cao, bởi vì cái chuyên môn của thầy cô được đánh giá qua sự thay đổi của trẻ. Mình nhìn thấy là con mình nó học được rất là nhiều thứ khi nhập học tại trường. Bất ngờ là cái khả năng tiếng Anh của em. Ba chị ở nhà chị cho em nghe về cũng như là nói về tiếng Việt của em thôi. Thì em chỉ có tiếp xúc được tiếng Anh ở trường. Nhưng mà như nãy ba có nói là cái phát âm của em á rất là chuẩn. Có thể là cái từ ngữ của em nó chưa được rõ ràng, nhưng mà cái âm điệu của em rất là chuẩn vì em được tiếp xúc với người bản ngữ mỗi ngày. Mình rất là yên tâm và hài lòng khi mà trường đã tạo cho con được một cái môi trường song ngữ.